tí dễ vô luôn. Bình tĩnh đi, đủ mẹ bây giờ cả tỷ bạc của tôi là sao? Hả? Cả tỷ bạc của tôi được mà mấy ông ký trả tiền nhà nước tôi không? Mấy ông trả tiền nhà nước cho tôi, tôi không làm một cái gì ở đây hết. Anh đi đòi nợ thì anh làm sao anh được? Anh muốn người ra toàn là tôi muốn mất vị vi phạm. Còn đây là tôi đi lấy nợ, hủy hoại tài sản với lại lấy tài sản đi, người ta không có mặt cũng là vi phạm. Tôi đi lấy nợ có giấy tờ đâu mẹ, ông ký vô nợ tôi đang đà đà đang vàng. Ê vợ tôi ngồi giấy tờ đây chứ phải là không. Không phải là đồ mẹ nó, tôi đi nói với mẹ con. Là anh phải bình tĩnh, bình tĩnh vậy được. Tôi mày nợ tôi như mấy ông cứ nói bằng bản quyền giữ tài sản cho người ta rồi. Nhà nước lên rồi lấy nhà tôi, các ông có chịu trách nhiệm không? Con mẹ các ông đứng nè, cái giấy vô là chuyện trách nhiệm mình đội mẹ danh tôi về. Chúng tôi dựng cái giấy bảo đảm an ninh trật tự, không giấy bảo vệ tài sản cho người này. Đúng quá, tôi có lũ đạn tôi quăng ra luôn nè. Tôi chỉ cầu cho tôi đẩy một cái này về thôi. Tôi mời tất cả nhân, bây giờ tôi chỉ đẩy một cái này về thôi mà giấy tờ. Tôi mới dân mình đã cho tất cả sao là có được mọi người chở. Thế nhà vô cho tôi đi. Quay này. Đúng tưởng năm nay trúng mánh cà người ta sướng ha, năm nay trúng mùa sướng, ai ngờ đâu bị lừa đảo hết. Cách một năm à? Bao nhiêu năm nay mới cả năm nay mới trúng mùa ý, là cách năm ngoái là bà viện lắm kia.